Xin chào các bạn, chào mừng mọi quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay kết thúc phiên giao dịch thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023. Như vậy là chúng ta lại bắt đầu một tháng mới và là tháng cuối cùng của năm 2023. Đấy, phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là thanh khoản của thị trường thì suy giảm và dòng tiền của khối ngoại thì vẫn bán khá là mạnh. Đúng không ạ? Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem thống kê trong vài tháng vừa qua thì cái khối ngoại đang bán ròng khá là mạnh, dòng tiền bị rút ra. Nó cũng bởi nhiều yếu tố, cũng có thể trong đó liên quan đến câu chuyện là do cái thanh khoản của thị trường chúng ta nó suy giảm, cho nên là cái dòng tiền khối ngoại thì đa phần là dòng tiền lớn, đúng không ạ? Và họ đi đầu tư thì họ cũng có thể là họ cảm thấy cái thị trường nó bất bất ổn, bất an thì họ rút bớt ra, họ rút bớt về. Đó cũng là một lý do trong vô số các cái lý do khác, ví dụ như là lãi suất của các nước nó cao, ví dụ lãi suất của Mỹ, lãi suất đồng đô nó cao thì họ rút tiền, bán tiền Việt ra, bán cổ phiếu Việt ra, rút tiền về gửi đô, hay là các cái nền kinh tế khác, ví dụ như Hàn Quốc hay là Nhật Bản này kia nó yếu, đúng không? Đó thì rồi cái đồng tiền của họ cũng mất giá này kia đó, thì họ tính theo câu chuyện đó. Tức nói chung là tôi nói các bạn là nó có rất nhiều lý do trong cái câu chuyện là dòng tiền của khối ngoại nó rút ra trong cái giai đoạn vừa qua, thậm chí là cả năm 2023 vừa rồi, chứ cũng không phải là giai đoạn gần đây nữa đó. Và cũng thêm một cái ý nữa là để cái thanh khoản của thị trường nó suy giảm thì hôm trước chúng ta có chia sẻ với nhau về câu chuyện là rõ ràng là cái khúc này lúc đoạn cuối năm này, đúng không, là cái lượng tiền gửi trong ngân hàng mặc dù lãi suất thấp nhưng tiền gửi vẫn cao. Có thể là cái lượng tiền đó nó còn là của từ năm ngoái khi mà lãi suất đang rất cao, họ gửi kỳ hạn 1 năm chẳng hạn hoặc 2-3 năm gì đó, thì bây giờ họ chưa đáo hạn thì nó vẫn còn đang trong ngân hàng đó, đang kỳ hạn dài. Tuy nhiên thì cũng có những cái thống kê nói là mặc dù lãi suất đang thấp hoặc có những cái khoản đáo hạn mà lãi thấp 5-6% thôi nhưng họ vẫn gửi, tức là dòng tiền nó chọn cái hướng an toàn, đúng không? Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước mình á, dòng tiền trên thị trường của chúng ta đó, dẫn đến là hàng triệu tỷ gửi trong ngân hàng đó. Ngân hàng thì cho vay ra không được mặc dù là đã hạ lãi suất cho vay rồi đó, lãi suất huy động giảm đi nhưng mà lượng tiền gửi vẫn nhiều đó, lãi suất cho vay giảm nhưng mà không có ai vay. Đó, có thể họ không có nhu cầu vay hoặc họ không muốn vay hoặc là họ không còn gì để cầm cố để mà vay, nó cũng nhiều lý do đấy. Nhưng mà đại loại là chúng ta thấy rõ ràng là trên thị trường chứng khoán, tức là ở một cái thị trường nó mang tính thanh khoản cao, tính biến động lớn, thì cái thanh khoản nó lại sụt giảm ở hai yếu tố. Một là nhà đầu tư trong nước cảm thấy không yên tâm, nó mang đi gửi tiết kiệm cho nó chắc, thậm chí giai đoạn gần đây có khi mang đi mua vàng rồi, mấy này vàng lên quá, đúng không ạ? Đó, rồi dòng tiền của nhà đầu tư khối ngoại cũng rút, nước ngoài rút, thì dẫn đến là cái thanh khoản nó suy giảm. Và đấy là chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số ý trong cái video ngày hôm nay. Tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Đối với phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng hôm nay thì nó lại phải nói là gì nhỉ? Lại quay trở lại ngưỡng 1.100, đúng không ạ? Đấy, nó cứ hôm trước mình nói rồi, đoạn này từ giờ đến cuối năm thì VN nó cứ lình quỳnh quanh lên quanh xuống trong cái ngưỡng 1.100 này. Biên của nó thì có thể là khoảng 30 đến 50 điểm gì đó trên dưới, đúng không ạ? Nó lành quanh thế thôi, chứ cũng chẳng có uptrend mà cũng chẳng có lý do gì để nó giảm mạnh cả. Đấy, thì cho nên cái câu mà chúng ta sẽ gặp đi gặp lại nhiều lần trong cái đoạn này là nó cứ vượt qua 1.100 xong rồi nó lại tụt xuống dưới 1.100 xong lại vượt qua. Đấy, câu chuyện từ giờ đến cuối năm. Rồi thì cái thêm một cái yếu tố nữa là chúng ta thấy là phiên ngày hôm qua thì cuối phiên thì lại đạp khá mạnh nhóm trụ. Hôm nay cuối phiên lại gần cuối phiên thôi, khoảng 15 phút cuối thì hôm nay kéo khỏe hơn. Đó là kéo cổ phiếu trụ lại. Đó, Bitgas mấy con hôm qua bị đạp thì hôm nay lại được kéo. Đó, hôm nay trong VN30 thì chỉ có mình Vinhome là kéo giảm thôi, còn lại các cổ phiếu khác đóng giảm thì toàn là mã nhỏ thôi. Tuy nhiên là cái độ rộng, cái nới của VN và VN30 nó đang khá cao, đúng không ạ? VN nó đang lệch với VN, nó đang cao hơn VN30 nó tới 12 điểm. Đó, tức là nhóm trụ đoạn này yếu. Cũng có thể là do những cái lo lắng ở các thị trường khác, ví dụ Mỹ hôm qua là nó chứng khoán Mỹ, đúng không ạ, nó đang ở đỉnh của cả năm 2023 đấy, còn chúng ta thì vẫn cứ ngụp lặn ở quanh quanh cái 1.100 này, nhưng mà nhóm cổ phiếu trụ chúng ta gần như là không phát huy được cái động lực trong cái giai đoạn gần đây, không biết ý là sao, đúng không ạ? Ý là các cái doanh nghiệp lớn thì nó làm sao, trong khi các cái cổ phiếu lớn, ví dụ 7 cái công ty công nghệ lớn của Mỹ là đang kéo cổ phiếu, đang kéo thị trường chứng khoán Mỹ đang lập đỉnh đó, thì rõ ràng là cái của họ lớn thì lớn thật, còn cái của ta không biết lớn kiểu gì mà không thấy đóng góp gì cho chỉ số cả, đúng không? Thậm chí là nhóm trụ còn đang thấp điểm hơn cả nhóm Vini. Rồi cái
thanh khoản ngày hôm nay thì nó tập trung nhiều vào nhóm, vẫn lại là nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản và nhóm thép. Đấy, thép, chứng khoán, bất động sản là ba ba cái dòng đó vẫn là hút thanh khoản nhất trong trong ít nhất là trong cả cả tháng vừa qua rồi. Đúng không? Câu chuyện giờ nó cũng chỉ xoay quanh mấy cái dòng đó thôi. Về tính thanh khoản, tức là thanh khoản thị trường thì sụt giảm thật, nhưng mà dòng tiền nó vẫn chủ yếu tập trung vào ba cái dòng đó. Đó, mấy cái dòng khác thì có kéo thì cũng được một phiên hai phiên rồi sau đó lại lại đổi dòng, đúng không? À, thống kê của thị trường trên nền tảng của DAT thì nó vẫn đang thiên về hướng ổn định. Cuối phiên ngày hôm qua mặc dù bị đạp như vậy ha, nhưng mà cái thống kê của DAT thì nó vẫn thiên về cái hướng ổn định, đúng không? Về xếp hạng các nhóm ngành thì nhóm ngành tài chính vẫn là đang là cao điểm nhất. À, tiếp theo là nhóm ngành vận tải biển, nhóm xây dựng và nhóm năng lượng, nhóm thép, hóa chất. Như vậy là 6 nhóm ngành cao điểm nhất, khoảng từ 90 cho đến 150 điểm, đúng không ạ? Thì đang vẫn là những nhóm ngành, nhóm tài chính vừa hút thanh khoản và vừa có cái điểm số tốt nhất hôm nay. Ví dụ nhóm SSI này kia là kéo khá khỏe đó. Ở nhóm cổ phiếu đây, ở cổ phiếu thì chúng ta thấy những cái cổ phiếu mạnh được thống kê trong này: VGC, Đức Giang, VCI, MBS này, VND này đấy, SSI, VIX đấy, nhóm chứng khoán là nó nằm trong này khá nhiều. Cái nhóm chứng khoán thì nó còn có câu chuyện đâu đó có thể là đầu năm sau, đúng không ạ? Là cái KRX đưa vào vận hành nó cũng có nhiều câu chuyện, nhưng mà chả biết như thế nào. Nhưng các cổ phiếu bây giờ đang ở cái vùng vùng giá tương đối cao so với cái thị trường chung, đúng không ạ? Tương đối cao đấy. Đấy, còn nếu có tin ra mà vận hành thật rồi cũng biết là có đẩy thanh khoản lên hay là có cái tin gì tốt hơn cho nó để mà nó có thể chạy một nhịp nữa không, hay có khi đưa hệ thống vào vận hành rồi nó lại quay xuống thì cũng chẳng biết đâu mà lần, đúng không ạ? Thị trường đánh quá khó lường luôn. Đấy. Tạo lập thì luôn có nhiều game để cho chúng ta theo dõi thị trường và chúng ta bám theo những cái câu chuyện đó. Thì từng cái nhóm ngành thôi, đúng không ạ? Từng cái nhóm ngành, từng cái câu chuyện của nhóm ngành thì chúng ta sẽ dựa vào đấy chúng ta bám theo. Đấy, các cái nhóm ngành nó hôm nay nó cũng điều chỉnh so với hôm qua thôi. Với một số cổ phiếu thì thay đổi, đúng không ạ? Rồi các cái tin tức khác, đúng không ạ? Thì chúng ta theo dõi thêm ha, các bạn vào phần tin tức ở trên các cái trang báo, thì chúng ta chịu khó chúng ta đọc thêm các cái thông tin và cố gắng là đọc rồi chắt lọc và gì và phân tích thêm, đúng không? Chứ cũng không phải là cứ đọc cái tiêu đề nhìn sơ sơ xong rồi chúng ta nhận định, đưa ra nhận định thì nó không chuẩn lắm đâu, đúng không? Đó, các cái quỹ đầu tư toàn cầu thì đang ưu tiên mua trái phiếu lợi suất cao ở châu Á. Cái đây cũng là một ý ha, và đặc biệt là các bạn để ý là nó rút rót nhiều vào gì, vào Ấn Độ. Đó, Ấn Độ đang dự báo hiện tại dân số Ấn Độ là vượt qua Trung Quốc rồi, và nhiều người dự báo là trong tương lai sắp tới có thể là Ấn Độ nó cũng sẽ vươn lên khá mạnh mẽ đấy. Đó, thì các bạn đọc thêm ha, tập trung vào trái phiếu cho nó gọi là an toàn hơn là cổ phiếu, đúng không? Dòng tiền thì bị rút khỏi cổ phiếu nhiều, rút khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc, rút khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Nhật, Việt Nam, Thái. Việt Nam thì bé thôi nhưng mà cũng là đang đang rút ròng các bạn. Dow Jones này vọt tăng 500 điểm lên mức cao nhất của năm 2023, tức là nó vẫn đang ở đỉnh, đúng không ạ? Năm 2023 vẫn là đỉnh của các loại đỉnh của nó rồi. Thế còn của ta thì vẫn cứ ngụp lặn, ngày nào chúng ta sẽ nói về câu chuyện đó nữa. Cái ngưỡng 1.100 còn nói dài dài, đúng không ạ? Giá nhà Mỹ tăng rồi, những cái chỉ số liên quan đến đến lạm phát, đúng không ạ? Đó, rồi việc làm của nó cũng đang khá là tích cực, có lẽ phải vài tháng nữa mới thấy dấu hiệu kinh tế yếu. Khi nào mà tôi nói là khi nào mà Fed cảm thấy kinh tế yếu là cụ bắt đầu giảm lãi suất, còn bây giờ nó vẫn neo lãi suất cao như thế thì bắt đầu là mọi thứ vẫn còn hay lắm. À, phải theo dõi thêm. Giá dầu giảm 2% sau quyết định của OPEC hôm qua, thì chúng ta thấy giá dầu đầu phiên, các bạn nào theo dõi kỹ diễn biến của giá dầu ấy, hôm qua lúc đầu lúc chiều chiều xanh bát ngát thì đến vô ra tin cái là cụ lại giảm sấp mặt. Đó, nói chung là biến động bằng mặt tin tức, nó OPEC sắp có thành viên mới rồi đó. Sắp có thêm thành viên. À, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì dư nợ toàn hệ thống là tăng 8,38%. Đó, chiều ngày hôm qua thì Phó Thủ tướng đã họp, thì mục tiêu là gì, để tăng trưởng tín dụng đạt 14.5, hiện tại là chưa đạt đâu nhá. Đó, thì đến từ giờ đến trong một tháng cuối năm phải giải ngân 735.000 tỷ. Đó, trước chúng ta thấy là hàng trăm nghìn tỷ như này bơm ra, bơm bằng cách nào, bơm thông qua con đường nào, đầu tư công hay là cái gì gì đó, từ đến cuối năm 30 ngày nữa tha hồ mà giải ngân, đúng không ạ? Không biết có giải ngân kịp không, cố gắng là đạt 95%, nhưng mà thấy một đống tiền, đúng không ạ? Biết ra kiểu gì. Đó, các bạn đọc thêm những cái thông tin này để xem này.
không giải ngân kịp rồi, không biết tiền lại chuyển đi đâu ha, chuyển sang làm gì. Rồi ở đây chúng ta vào biểu đồ phân tích kỹ thuật một chút xíu à, thì chúng ta xem góc độ của thị trường phiên ngày hôm nay. Kỹ thuật hôm nay thì nó gần như nó lại giật ngược lại ngày hôm qua, hôm nay đầu phiên cũng giảm xuống sâu đúng không, sau đó lại giật ngược lại lấy lại được cái đường Kijun ở cái biểu đồ kỹ thuật của bên Fienda này thì nó hơi khác chút xíu so với thằng Faiyan hoặc một số nền tảng khác. Đây chúng ta thấy đường Chiku nó chạm vào đấy, chạm vào Taken à, ngày mai thứ hai có thể lại lại khó khó vượt cái đường này à, thanh khoản hôm nay khá thấp. Nói chung đoạn này chúng ta để ý là Kijun thì nó phẳng đó, cũng không có gì gọi là biến động lớn đâu à, Kijun phẳng ra rồi thì nó cứ lình bành khúc này thôi, mây cũng đang phẳng ra rồi chứ không có co giãn gì cả. Nhìn sang đồ thị tuần một chút xíu cho nó đóng tuần như thế nào, đóng tuần có khi vẫn thấy khỏe đấy. Đấy, đóng tuần có khi còn muốn vượt lên, đây còn có một cái cản trên này nữa ở tuần là 1138 1140, cố gắng ha, cố gắng chạy trong cái vùng đó thôi thì đến cuối cuối năm 4 tuần nữa chạy sau trong cái hộp này tới đây luôn này. Cho cái biên rộng rộng này chạy. Kỹ thuật thì thấy có vẻ đang đang muốn lên nhưng mà tiền dòng tiền thì không ủng hộ. Đây chúng ta thấy thanh khoản phiên ngày hôm nay này. Đúng không? Đó, thanh khoản phiên này thấp hơn phiên ngày hôm qua nữa. Và gì cái số mã tăng thì nó cũng không có tăng nhiều, không có chênh lệch nhiều so với số mã giảm. Đó. Và nhà đầu tư nước ngoài thì tiếp tục bán ròng khoảng 300 hơn 300 tỷ. Hơn 300 tỷ trong tổng giá trị giao dịch là 1.500 tỷ. Như vậy là nó tiếp tục bán ròng ở đây để cho các bạn xem một cái thống kê đúng không? Đây thống kê của nhà đầu tư nước ngoài trong vòng từ ngày từ đầu tháng 9 đến giờ, tháng 9, tháng 10, tháng 11 coi như là 3 tháng. 3 tháng vừa qua 64 phiên giao dịch đúng không? Thì những cái chỗ mà mình tô màu đỏ là những cái phiên bán ròng, đây là tổng giá trị mua bán nha. Đó thì chúng ta thấy là bán ròng đa phần là bán ròng đúng không ạ? Ví dụ 64 phiên thì chắc là chỉ có khoảng đâu đó là chưa tới 20 phiên là mua thôi. Nhưng mà các bạn để ý là ở cái chiều bán ròng ra thì cái giá trị bán ròng đúng không ạ? Là gì? Là tương đối lớn ha. Toàn có những phiên bán hơn nghìn tỷ này. Nó tới 3 phiên là bán hơn nghìn tỷ rồi khoảng 5 phiên là bán 800 rồi 700, 600. Nói chung là cứ bán ròng là tính bằng trăm tỷ, nghìn tỷ. Nhưng mà ở cái chiều mua ròng thì thực tế chúng ta thấy có những phiên mua ròng thì cao lắm nó khoảng được 500 thôi. Nhưng mà rất ít thôi. Còn đa phần là mua ròng toàn những cái phiên là gì? Vài chục đến đây này, 8 tỷ cũng có này, 24 tỷ trăm mấy nó loanh quanh là cái những cái phiên mua ròng thì trong số ít các phiên mua ròng thì gì? Thì là ở cái chiều là cái khối lượng nó thấp, giá trị nó thấp. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy trong 3 tháng vừa qua là nó bán ròng khá nhiều. Đó. Thì đây cái dòng tiền này rút ra đúng không, rút về hay rút đi đâu thì không biết, còn ở trong thị trường chưa mua hay cơ cấu danh mục thì tôi không biết, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng một cái giá trị như này tính ra tổng giá trị ròng ra thì chắc rút về cũng phải nhiều nghìn tỷ đúng không ạ. Tôi chưa cộng, bạn nào rảnh thì cộng thử xem chứ xem là 3 tháng vừa qua hoặc từ đầu năm giờ nó bán ròng bao nhiêu nghìn đó, rồi dòng tiền đó liệu có quay lại hay không hay là nó mang về đi gửi tiền gửi đô lấy lãi cao rồi đúng không, nó neo cả lãi suất cao như thế thì có khi là còn lâu nó mới quay lại đúng không? Thêm nữa đấy là cái việc mà khối ngoại rút ròng, để chúng ta để cái câu chuyện là chúng ta nói về gì, thanh khoản của thị trường nó suy giảm trong cái giai đoạn gần đây đó đúng không? Thì này, thứ nhất cái đoạn này là thanh khoản giảm nhiều này. Thêm nữa là chúng ta để ý cái giao dịch của khối tự doanh đúng không? Giao dịch tự doanh trong 3 tháng vừa qua thì chúng ta thấy là cái đây là giá trị mua này, giá trị bán này, hai cột này nhá, bên này là mua bên này là bán. À, thì tôi không tính là nó mua ròng hay bán ròng, nhưng mà đối với tự doanh á, là tôi thống kê theo cái câu chuyện là tổng giá trị giao dịch đúng không ạ? Thì các bạn thấy là dòng tiền nó cũng có vẻ tự doanh hết tiền à? Hay là sao ta, giải thích kiểu gì à? Đó. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái việc giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán á, là cũng yếu đi, cũng có thể là họ đang ôm cổ phiếu hoặc là có thể là khó khăn về dòng tiền hoặc là họ sao đó thì không biết, nhưng mà chỉ biết là
nó rất ít giao dịch đúng không? Đó, chỉ có 3 cái phiên, 4 cái phiên này này. Khoảng đầu nửa đầu tháng tháng 11 đó là có giao dịch thì khoảng vài trăm tỷ trong một phiên. Đó, cả mua cả bán đó. Đó là tính vài trăm tỷ. Thế còn lại là cứ vài chục tỷ mà toàn bộ khối các công ty tự doanh nhiều lắm nha các bạn. Thế mà cái dòng tiền của đội này nó cũng tụt luôn. Coi như là dòng tiền của tổ chức đó mà nó còn tụt. Đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là gì? Câu chuyện là cá nhân cũng tụt. Đó, thì để chúng ta thấy là câu chuyện là thanh khoản của thị trường nó tụt giảm nó không không chỉ đến từ việc là nhà đầu tư cá nhân đâu các bạn. À, giống như hôm trước tôi bảo là những cái tài khoản nạp 2 3 tỷ rút nhiều rồi, đúng không ạ? Thế giờ bây giờ thống kê lại để cho các bạn thêm một ý nữa là gì? Khối ngoại nó cũng rút rồi. Và bây giờ các ông tự doanh cũng ít giao dịch rồi. Thế thì thanh khoản thấp là đúng thôi. Đúng không ạ? Loanh quanh 10.000 tỷ là đúng thôi. Đó, còn giờ tôi nói rồi thị trường mà muốn úp chén hay úp chén gì đó thì thanh khoản nó cứ phải từ 25.000 tỷ đổ lên và phải duy trì đều. Đó, cứ 25 30.000 tỷ oánh đều 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 vậy đó thì nó vượt 1.200 rồi nó mới lên tiếp được. Chứ còn cứ làng sàng kiểu này, thanh khoản kiểu này á, là còn lâu mới lên được, còn đi ngang nữa. Đúng không? Chưa kể là sắp tới từ đến cuối năm lại cả loạt doanh nghiệp bắt đầu là phát hành thêm cổ phiếu nữa, lại lượng cung cổ phiếu ra thị trường cả nùi nữa. Đó. Rồi lấy gì kéo tiền ít như thế này kéo kiểu gì được. Đó thì rõ ràng là cái câu đấy là cái vấn đề chúng ta cần phải theo dõi ha. Còn diễn biến của thị trường, diễn biến của Vini thì cũng tùy phiên, đánh cũng khá khó chịu trong giai đoạn này. Tất nhiên là lình xình đi ngang phiên tăng phiên giảm, phiên tăng phiên giảm. Có hôm thì tăng sông luôn. Đúng không ạ? Đó, nhất là phái sinh, ông nào anh phái sinh nó kéo cho giật cho thôi rồi. Đang từ đỏ quạch 10 điểm giật ép phát lên tăng 10 điểm được 20 điểm. Đó. Đánh phái sinh mau kiếm tiền hơn. Đúng không ạ? Mình thì mình không bao giờ giao dịch chứng khoán phái sinh thật sự các bạn như vậy đó. Đó, nhưng mà các bạn thấy rõ ràng là kiếm tiền ở chứng khoán phái sinh có vẻ thấy nhanh hơn đúng không ạ? Nhiều bạn nhắn tin bảo sao anh không anh phái sinh, nhưng anh phái sinh kiếm tiền nhanh hơn chứ không 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 sợ bị úp bô mua xong chặn lỗ bán ngay được ví dụ thế này thế kia. Đó, nhưng mà nói thật bạn nó quay còn hơn dế nữa chứ không biết đường nào mà lần đâu. Thôi thì cuối tuần chia sẻ với các bạn thông tin như vậy, thì hôm nay ngày đầu tiên của tháng và cũng là ngày cuối tuần cho nên là diễn biến thị trường nó kéo như thế này cũng cũng khá là gọi là tích cực đi, nhưng mà không chưa có gì gọi là quá đột biến mà quá mới đâu các bạn, chứ cũng chưa nghĩ là up trend up chiếc cái đâu. Tôi nói rồi, up trend khi và chỉ khi cái thanh khoản dòng tiền nó phải quay trở lại kìa, vài chục nghìn tỷ phải tỷ đô của phiên thì mới nói chuyện được, chứ còn lèo tèo như thế này thì với cung cổ phiếu như bây giờ thì không không có up trend đâu, cố gắng là đi ngang thôi, chờ tiền vào đi các bạn, đừng có mất kiên nhẫn đúng không ạ? Còn những đoạn như thế này nói rồi thì cứ mua cho lâu dài thì mua được, mua rồi cứ tắt máy đợi thôi, chứ bảo mua 1 2 3 phiên mà thấy có lời để kiếm tiền tiêu Tết thì là chua rồi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.